Xin chào các bạn đã đến với chương trình Hỏi đáp cùng CEO của tìmviệc365.vn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ giám đốc dự án bất động sản Bihome là anh Nguyễn Đức Năng, một giám đốc trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết và thành công. Xin chào anh. Vâng, chào anh. Rất vui khi hôm nay anh có mặt ở đây để cùng chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc. Đầu tiên anh có thể giới thiệu bản thân mình cho khán giả biết không ạ? Ok anh. Xin chào các bạn của Tìm Việc 365. Tôi là Nguyễn Đức Năng, là giám đốc dự án của công ty cổ phần bất động sản Bihome Việt Nam. Về bản thân tôi thì cũng trưởng thành từ một sale. Tôi đi lên từ sale, ngày bắt đầu bước chân vào lĩnh vực bất động sản thì cũng cách đây khoảng gần 10 năm, trải qua rất nhiều thăng trầm của ngành bất động sản, và tôi vẫn trụ đến ngày hôm nay và vẫn thành công trong cái lĩnh vực bất động sản. Và hiện tại thì tôi đang đảm nhiệm vị trí giám đốc dự án của công ty và triển khai các sản phẩm bất động sản. Thì rất mong là được sự tương tác của bạn. Vâng, cảm ơn anh. Trước khi đến gặp anh thì qua những kênh fanpage của Tìm Việc 365 cũng như group Tìm Việc 365 thì các bạn đã gửi về chương trình Hỏi đáp cùng CEO của Tìm Việc 365 rất nhiều câu hỏi, và thực ra rất nhiều để mong anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Cụ thể như một bạn ở Xuân Hòa ở Hồ Chí Minh có một câu hỏi với anh như sau, thì xin phép em được đọc câu hỏi đấy. Okay. Bạn Xuân Hòa thì hỏi anh như thế này: cơ duyên nào đã đưa anh đến với bất động sản Bihome? Có khi nào đó là bởi cái tên Bihome gọi cho người ta cảm giác ấm áp như ở nhà hay không anh? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn, rất là hay. Trước hết mình xin chia sẻ với bạn này, mình làm bất động sản cũng được khoảng gần 10 năm, trải qua rất nhiều các công ty khác nhau. Và Bihome cũng không phải là công ty đầu tiên của mình. Đó, mình cũng trước khi vào Bihome thì mình cũng trải qua một vài công ty rồi. Thì mình chọn công ty Bihome bởi vì là cái văn hóa công ty nó rất là tốt, môi trường làm việc rất là tốt, hỗ trợ anh em đội nhóm phòng ban rất là tốt. Và cái tên Bihome thì mình vừa thấy bạn bảo là nó gợi nhớ cho anh sự ấm áp. Thực ra là Bihome thì các bạn biết là về cái slogan của công ty đó là Better Home và Better Life, mang đến cho quý khách hàng một ngôi nhà tốt nhất và một cuộc sống tốt nhất. Đó là cái ý nghĩa của một bạn bất động sản khi mà vào công ty bên mình, đều với phương châm là tạo cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất, luôn tư vấn và lựa chọn cho khách hàng một cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất, nó tốt nhất cho khách hàng. Đó là cái ý nghĩa của cái tên Bihome. Đó. Còn cơ duyên đối với Bihome của mình thì mình cũng chia sẻ với bạn ấy, thì mình trải qua nhiều công ty rồi, nhưng mà ở công ty này thì nó hội tụ nhiều cái yếu tố để mình có thể gắn bó, từ lãnh đạo, tổng giám đốc, chủ tịch rất lắng nghe và luôn luôn hỗ trợ anh em, nó rất là tận tình và chu đáo. Nữa là phong trào của công ty rất là tốt, anh em cái quyền lợi và cái chế độ rất là ổn, nên là đấy là cái yếu tố để mình quyết định lựa chọn cho công ty. Câu trả lời vừa rồi chắc là cũng thỏa đáng câu hỏi của bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chắc bạn Xuân Hòa nếu theo dõi về kênh thì cũng đã hiểu, đã có thể có những kinh nghiệm của mình, giải đáp của mình. Còn sau đây là bạn Thảo, học ở trường Quốc tế Sài Gòn. Bạn Thảo là sinh viên năm cuối của trường, và bạn ý có chia sẻ là em rất thích kinh doanh, nhưng nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, và có một câu hỏi này cho anh Năng như sau. Em là sinh viên sắp ra trường của Đại học Quốc tế Sài Gòn. Em cũng rất thích kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản. Nhưng mọi người nói bất động sản khó lắm. Thì theo anh, để làm một nhân viên bất động sản, em cần trang bị cho mình những kiến thức gì? Ok, câu hỏi của bạn là rất nhiều những bạn sinh viên chuẩn bị ra trường cũng quan tâm. Thì mình xin chia sẻ với các bạn như này. Để mà các bạn làm được cái lĩnh vực, làm được trong cái nghề bất động sản này thì nó cũng không phải là quá khó, nó cũng không phải là dễ. Cũng giống như các bạn đi làm sale hay là đi bán hàng một cái sản phẩm bất kỳ thôi, ví dụ như là một sản phẩm đặc thù, như ví dụ như một cái, mình ví dụ như cái cốc này đi, thì bạn cũng phải thuộc hết các thuộc tính của cái cốc này, bao gồm nó có những cái gì ưu điểm, những cái gì nhược điểm,
những cái gì là thế mạnh của cốc này so với các sản phẩm khác. Thì khi mà mình làm bất động sản cũng vậy, mình phải thuộc hết về các dự án, các sản phẩm mà công ty mình đang triển khai, đang bán. Mình phải thuộc rất là kỹ và rất là nắm rất là chắc thì mình mới có thể là tư vấn được cho khách hàng. Mình mới lựa chọn cho khách hàng những cái gì là phù hợp và những cái gì là tốt nhất. Đó, đấy là thứ nhất. Thứ hai là về để mà bán được hàng thì các bạn phải nắm được rất là vững bởi vì về cái chính sách bán hàng, về chính sách của những cái sản phẩm mình đang bán, khách hàng mua sẽ có những cái quyền lợi như thế nào. Thì nếu mà bạn nắm rất là rõ về hai cái mình vừa chia sẻ thì bạn bước đầu gọi là có thể làm quen được với lĩnh vực bất động sản. Tất nhiên thì để mà làm được cái nghề bất động sản này thì các bạn cần phải trang bị cho mình hơn nhiều hơn như thế, bao gồm cả những cái kỹ năng, những cái kỹ năng về nghề, cách tư vấn, cách chăm sóc khách hàng ra làm sao. Và quan trọng nhất của nghề bất động sản đó là bạn phải yêu nghề. Đó, bởi vì nghề bất động sản thì nó không phải là quá là đòi hỏi chúng ta về gọi là kỹ năng quá là, hoặc là kiến thức quá là sâu, hoặc là quá là bao la bát ngát, nhưng nó đòi hỏi mình phải sự kiên trì và lòng nhiệt huyết, yêu nghề. Đó là những cái mà các bạn phải theo, vì nghề bất động sản nó cũng rất là vất vả. Đó, mình phải cũng chia sẻ với các bạn là nó là cũng rất là vất vả. Đó. À, nói chung là muốn quan trọng nhất của khi làm bất động sản các bạn phải có một tình yêu đến đúng, với nghề bất động sản, đúng không ạ? Các bạn phải mau kiếm tiền. Đúng rồi. Rất cảm ơn anh. Còn đây là một bạn Phương cũng ở Hồ Chí Minh có một câu hỏi này với anh, thì em xin phép được đọc. Okay. Bất động sản là lĩnh vực mang lại cơ hội hốt bạc cho nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nhưng thất bại thì cũng không ít. Chắc chắn bên cạnh những thành công của anh và Behome cũng có những giai đoạn khó khăn. Vậy đâu là giai đoạn khó khăn nhất của anh và cách anh đưa Behome vượt qua khó khăn đó như thế nào? Câu hỏi của bạn hơi bao la một chút nhưng mình sẽ xin trả lời ngắn gọn thôi. Thực ra là bất động sản thì nó cũng có nút thăng nút trầm. Đó. Trong cái chu kỳ bất động sản thì chúng ta phải hình dung là nó có những lúc khó khăn, cũng có những lúc thịnh vượng. Khó khăn thì với những lĩnh bất động sản như các bạn mà bạn nào mà đã theo dõi thì sẽ hiểu được là những cái năm 2013, 2014 thì nó là những năm mà bất động sản đóng băng, gần như không có giao dịch. Bạn nào mà làm lâu thì sẽ hiểu. Nhưng mà khi mà bất động sản khó khăn ấy thì nó lại có những cái cơ hội trong đó. Càng những dự án khó khăn, càng không giao dịch được thì cái giá bán bất động sản nó về đáy rồi. Nó chạm đáy, nó phản ánh đến cái đối tượng khách hàng mua là đối tượng thực. Người ta mua là người ta mua thực, mua không còn bong bóng nữa, qua cái giai đoạn bong bóng rồi. Và những chủ đầu tư mà làm ra sản phẩm để bán cho khách hàng ấy, thì đa phần là ông đều phải có tiềm lực hết thì mới có thể bán được, thì và mới có thể tiếp cận được thị trường mà khách hàng người ta mới tin tưởng người ta mua. Thì ở công ty mình cũng vậy. Công ty mình có một cái để mà vượt qua được cái khó khăn ấy, thì trong cái giai đoạn khó khăn thì công ty nào cũng phải chịu thôi. Còn bên mình thì chọn cái hướng đi nó chuẩn hơn một chút, đó là bên mình sẽ ký kết với các chủ tư nó uy tín, có tiềm lực tài chính, và bên mình phân phối những cái sản phẩm mà trực tiếp hết chứ không qua trung gian hay đại lý khác. Bên mình đều làm F1 hết. Từ trước nay triển khai rất nhiều dự án, bên mình đều triển khai là dự án F1. Thì đó là những cái lợi thế để cho anh em bán hàng được. Những cái dự án mà các bạn hình dung là nó là bán F1 ấy, thì khách hàng khi mà người ta tiếp cận với mình, người ta cũng an tâm và tin tưởng hơn. Vì bạn hình dung là những cái sản phẩm mà những công ty mà có thể là bây giờ bạn hình dung một công ty bất động sản mở ra rất là nhiều, nhưng mà đều mở ra lấy pháp nhân và đi bán những sản phẩm theo kiểu F2 thì nó sẽ khó về nguồn hàng, không chủ động nguồn hàng, và những sản phẩm mà mình có nhiều khi chưa phải là sản phẩm tốt nhất. Thì bên mình luôn luôn là mang tới cho khách hàng sản phẩm là sản phẩm tốt nhất, sự lựa chọn tốt nhất để cho khách hàng an tâm và mua. Thì chính vì thế nên là bên mình vẫn có thể giao dịch rất là tốt và các bạn vẫn kiếm được tiền. Đó, thì là đấy là những cái mà Behome của mình đang triển khai và sẽ triển khai trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và chúng ta sẽ đến với Huế với một bạn tên là bạn Nghĩa, cũng có một câu hỏi cho anh như sau, thì xin phép em được đọc. Trong bất động sản người ta hay nhắc đến may mắn. Anh nghĩ thành công của mình may mắn chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Câu hỏi của bạn thì nói chung là
rất nhiều nhiều anh em sale hay tếu với nhau là mình sẽ trả lời bạn. Thực ra may mắn đối với lại một bạn làm nhân viên bán hàng thì nó đều là yếu tố ai cũng cần, ai cũng muốn mình có cái may mắn đấy. Nhưng mà nó không phải là tất cả. May mắn thì theo như mình nhìn nhận thì nó chỉ chiếm tầm khoảng 10-20% là căng. Còn 70% còn lại là phải sự à không 70 hơi quá, 60% còn lại là sự nỗ lực của các bạn. Đó, sự nỗ lực của các bạn. Sự nỗ lực ở đây thể hiện qua việc là các bạn phải nghiêm túc với công việc của mình. Các bạn phải tự ý thức, tự giác với công việc của mình để mình phải làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì bạn nói chung là nó là một công việc mà đòi hỏi bạn sale phải có một kế hoạch làm việc mà nó khoa học và nó phải tự mang tính tự bản thân các bạn muốn làm và các bạn phải triển khai nó một cách hàng ngày. Mình ví dụ như là các bạn telesale với khách hàng, telesale có khách hàng quan tâm, các bạn gửi thông tin với khách hàng, người ta quan tâm. Khi các gửi thông tin rồi thì quá trình phải chăm sóc người ta, hỏi han, cần tư vấn, giải đáp những cái thắc mắc gì của khách hàng thì đó là cái công việc hàng ngày của mình cần phải làm. Nhưng mà một bạn mà gửi cái thông có một khách hàng quan tâm rồi nhưng mà chỉ chờ may mắn để có chốt được thì rất là khó. Đúng rồi. Đó, bạn phải có một quá trình chăm sóc khách hàng từ những cái thông tin mới, những có những cái gì mới là mình phải gửi khách hàng, có những cái gì mà ưu đãi khách hàng mình phải cập nhật ngay. Đấy là 50% là phải có sự nỗ lực cố gắng, còn lại khoảng tầm 20-30% đó là quá trình trau dồi kỹ năng của các bạn. Bạn nào kỹ năng tốt, kỹ năng thì các bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, bạn kỹ năng chưa tốt thì đó là những cái mà các bạn cần phải trau dồi. Cái này thì tùy từng bạn, có những bạn thì trau dồi nó nhanh hơn, có những bạn thì sẽ lâu hơn. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đã vào nghề rồi thì đa phần là đều có thể là học hỏi được. Cái môi trường làm việc của mình nó luôn là môi trường mở, anh em đều chia sẻ rất là nhiệt tình và cởi mở, không có giấu bài hay là giấu giếm gì cả. Đa phần ở lĩnh vực như bất động sản ở công ty mình thì anh em rất là thân thiện và đều chia sẻ với nhau tất cả mọi điều để cho anh em tốt lên. Quan trọng nhất vẫn là các bạn phải nỗ lực từ sự rèn luyện bản thân, chứ còn chỉ chờ may mắn thì mình nghĩ là nó chỉ 1-2 giao dịch ban đầu thôi, còn lại nó không phải là tất cả. Cảm ơn anh về những chia sẻ đấy. Còn tiếp theo là với bạn Minh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bạn Minh thì đã có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực bất động sản và bạn cũng có một câu hỏi muốn nhờ anh Năng chia sẻ cho bạn như sau. Anh ơi, em muốn hỏi là trong kinh doanh bất động sản thì theo anh điều gì là quan trọng nhất? Muốn luyện tập điều này thì mình phải làm như thế nào? Tức là bạn đang hỏi về kinh nghiệm của anh điều gì là quan trọng nhất và phải luyện tập đó thì cách thức mình luyện tập như thế nào? Thực ra trong cái lĩnh vực bất động sản này mà quan trọng nhất vẫn là cái mình vừa chia sẻ đấy, ý thức tự giác trong công việc. Công ty mình thì không nhắc các bạn phải làm việc đó. Chỉ định hướng chung thì công ty có thể định hướng cho bạn, hướng các bạn và lấy dự án về cho các bạn triển khai. Còn khi mà có dự án, có sản phẩm tốt mà các bạn không làm thì không hầu như là sẽ không có kết quả. Và các bạn làm như thế nào, các bạn phải làm khoa học. Mình ví dụ như là công việc của nghề bất động sản đó là công việc telesale, một công việc rất là đơn giản thôi. Telesale đó là gọi điện cho những khách hàng tiềm năng, gọi điện data cho khách hàng. Các bạn không gọi thì không có kết quả. Đó. Và ý thứ hai của bạn muốn hỏi là cách thực hiện nó như nào? Đó thì thường thì khi các bạn được vào bạn này còn đã làm bất động sản 2 năm rồi ấy, thì mình nghĩ chắc là bạn cũng nắm được sơ bộ về nghề. Tức là cách thực hiện của việc như mình gọi là telesale, đó là hơi thở của nghề bất động sản đấy. Đúng rồi. Bạn luôn luôn phải duy trì hơi thở đấy. Đó. Thì đối với một bạn làm nhân viên kinh doanh thì bạn phải căn được cái khung giờ gọi. Mình phải gọi điện những cái giờ nó phù hợp. Mình ví dụ như này, bạn không thể gọi người ta vào giờ trưa được, hoặc là giờ chiều được. Giờ chiều muộn thì người ta đi làm về, giờ trưa thì người ta nghỉ trưa, hoặc giờ sáng sớm thì nhiều khách hàng có khi là đến cơ quan hoặc là làm những công việc ở văn phòng thì người ta đến rất là bận, sắp xếp lại các cái công việc tồn đọng hôm trước thì mình gọi cho khách hàng, nhiều khi khách hàng sẽ không quan tâm. Đó thì mình phải gọi những khung giờ, ví dụ như là tầm từ 9 giờ trở ra đến khoảng tầm 11 giờ, đấy là theo kinh nghiệm của mình nhé. Hoặc là từ chiều bạn có thể gọi tầm 2 rưỡi chiều trở ra đến khoảng tầm 4 giờ 4 rưỡi là mình có thể là
kết thúc cái cuộc tiên sale đấy rồi, thì ngoài những cái giờ đấy ra mình có thể làm các công việc khác. Ví dụ như là mình có thể đăng tin đầu giờ. Mình đăng tin đầu giờ thì đến khoảng khách hàng bận, nhưng mà đến giữa giờ người ta lại rảnh hơn, người ta có thể đăng tin được mình. Hoặc các bạn có thể đăng tin giờ trưa, thay vì các bạn nghỉ trưa các bạn có thể đăng tin. Thì đầu giờ chiều người ta làm việc là thường khách hàng người ta sẽ vào, người ta đọc một hai ca mẫu tin, sau đó người ta mới bắt đầu công việc. Đó thì đó là những cái mà các bạn có thể là nó phân bổ cái thời gian làm việc của mình khoa học. Cũng có nhiều bạn TC như bạn nhân viên kinh doanh giai đoạn vào các bạn rất là nhiệt huyết, tối về bạn đăng tin tối muộn. Bởi vì sao? Bởi vì đăng tin tối muộn thì sáng sau ta sẽ đổi tin lên trên đúng trang rồi, đúng rồi. Thì khi sáng sau đổi tin lên trên trang thì khách hàng người ta sẽ đọc được đó. Tức là quan trọng nhất vẫn là việc là bố trí cái giờ giấc của mình nó khoa học. Còn nếu bạn không làm thì tất nhiên sẽ không có kết quả. Còn tập luyện thì phải tự bản năng mình muốn thì mới làm được. Còn cái chương trình thì có thể đưa lên các bạn phải thực hiện. Đó là cái mà theo những kinh nghiệm của mình mà từ qua trải qua rất là nhiều quá trình làm, mình có thể góp ý với bạn là làm nghề bất động sản thì phải tele sale. Kể cả bạn có làm quảng cáo hay là bạn có chạy quảng cáo Google Ads, Facebook các thứ, nhưng mà nếu bạn không tele sale bạn cũng sẽ bỏ qua rất nhiều khách hàng tiềm năng. Và những cái kênh đấy là kênh mà hiện tại đang là hơi thở của bất động sản. Vâng, rất cảm ơn anh. Đúng thật, tele sale là hơi thở của bất động sản. Chúng ta không có hơi thở thì làm sao mà sống được. Chính vì vậy thì đấy là những chia sẻ của anh Năng rất quý báu cho các bạn. Còn bây giờ là một câu hỏi vui về cuộc sống của bạn Hoa ở Đà Nẵng. Đây, bạn đến từ Đà Nẵng ạ. Và muốn hỏi anh, và cũng câu hỏi này thì theo em nghĩ là cũng rất nhiều các bạn nữ muốn hỏi rồi. Đấy là anh ơi, anh lấy vợ chưa? Đấy, người ta từng nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ, thì theo anh hình mẫu người vợ của anh là như thế nào? Thực ra câu hỏi này nó hơi ngoài lề một chút. Mình chia sẻ thôi, tại vì là mình thì có gia đình rồi, có vợ và có hai cháu. Còn hình mẫu của người phụ nữ thì đối với mình thì nó không có nhiều đâu. Mình làm nghề bất động sản, mình làm nghề này thì thực ra các bạn hình dung là công việc của mình thì nó hay phải di chuyển. Đúng rồi. Đó nên là mình cần một người vợ biết chăm lo cho gia đình, chăm sóc con cái là được. Còn lại này, những cái khuôn mẫu khác thì đối với mình thì nó đều là gọi là chỉ số phụ thôi. Quan trọng nhất vẫn là một người phụ nữ biết chăm lo cho con cái và lo cho gia đình. Còn cái ý thứ hai bạn có hỏi mình cũng chưa nhớ lắm, đó là ý thứ hai thì là hình mẫu của người vợ của anh là như thế nào? Đấy thì mình có trả lời bạn rồi đấy. Thực ra là chồng đã đi suốt rồi thì vợ phải biết chăm cho con. Còn ngược lại nhé, bên mình sale bất động sản nữ thì rất là nhiều, nhưng mà nữ thì làm nghề này thì không phải là không có lợi thế. Các bạn nữ mà có gia đình rồi bên mình cũng rất là nhiều, nhưng mà các bạn nữ có gia đình rồi thì nó tức là gì nhỉ, các bạn nữ có gia đình rồi thì các bạn thường bán những sản phẩm ở Hà Nội, các bạn không bán những sản phẩm mà phải di chuyển xa hơn. Mà sản phẩm Hà Nội bên mình cũng rất là nhiều. Các bạn có thể là bán các sản phẩm Hà Nội và ngày đi làm và chiều về sớm với con. Bởi vì các bạn hình dung là nghề bất động sản thì cái giờ giấc và cái khung giờ nó không bó buộc các bạn quá. Các bạn hoàn toàn có thể là chăm lo gia đình rất là tốt. Đó. Còn thanh niên thì như mình thì mình hay đi những dự án ngon là mình đi thôi, chứ cũng không phải Hà Nội hay không, nên là nhiều khi là nó lợi thế hơn nữ nhiều. Đó. Đấy là câu trả lời của mình. Vâng, và cuối cùng thì mỗi nhà lãnh đạo nào, mỗi giám đốc nào đều có lý tưởng riêng của mình, đều có phương châm sống của mình. Vậy xin hỏi anh, lý tưởng, phương châm sống của anh là như nào ạ? Thực ra lý tưởng và phương châm của mình thì cũng theo chủ trương của công ty thôi. Công ty mình thì slogan luôn là Better Home và Better Life. Thì mình cũng sẽ gắn bó với lại cái slogan này, là luôn luôn mang đến cho khách hàng một ngôi nhà tốt nhất và một cuộc sống tốt nhất. Cảm ơn anh, chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Cùng chúc BeHome của chúng ta mãi mãi là một công ty phát triển, vững bền và ngày càng lớn mạnh. Okay. Xin cảm ơn anh. Dạ vâng.